Đa phần mọi người thì luôn nghĩ rằng cái bếp là dành cho người vợ. Thì câu hỏi ở đây là những người đàn ông độc thân mà chưa vợ nhưng đã có nhà thì cái bếp tính như thế nào? Rồi có những cái trường hợp ấy, khi làm nhà xong người vợ chả bao giờ xuống bếp nấu mà chỉ có người giúp việc hoặc người chồng nấu. Khi ấy cái bếp lại tính cho người chồng à? Hay tính cho người giúp việc? Thì quan điểm trong phong thủy ấy, cái bếp được gọi là nơi phát sinh ra khí thủy. Có những gia đình là giàu lên nhờ cái bếp, có những gia đình là tan nát phá sản cũng vì cái bếp. Đấy là điều thường xuyên xảy ra. Cái bếp được coi là ngân khố của ngôi nhà. Nó là nơi phát sinh ra khí thủy, nó phải được đặt đúng thì phải là ở phương vị suy thì nó sẽ kích cái phương vị đấy lên. Nếu phương vị đấy của người nào thì người đấy sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Ví dụ là bếp đặt ở phương vị đông thì sẽ rất tốt cho con trai trưởng. Con trai trưởng sẽ rất là giỏi giang, thông minh, tháo vát ra ngoài rất là ok. Nhưng nếu bếp ở đông nam thì lại tốt cho con gái trưởng. Và nếu bếp ở tây nam ấy thì là tốt cho bà vợ. Bà vợ sẽ chăm con chiều chồng, cu vén gia đình rất là ok, rất là ngoan ngoãn nghe lời chồng. Nhưng ngược lại, nếu bếp ở hướng nam, hướng vượng thì nó lại làm cho gia đình luôn luôn tai tiếng thị phi, tiền bạc thì thất thoát. Nếu mà ai làm doanh nghiệp bếp phương nam, doanh nghiệp không bao giờ có danh tiếng luôn. Còn nếu bếp ở tây bắc, ông chồng khó khăn không có cơ hội phát triển, đầu óc thì quay cuồng, nhưng mà được cái ưu điểm mà ra ngoài các em chân dài theo rìu rễu luôn. Thì đấy là cái nguyên lý để đặt bếp là phải chọn phương vị suy. Đấy. Các bạn thấy chia sẻ về phong thủy của mình có ý nghĩa thì hãy follow kênh phong thủy của mình nhé.